đến hẹn lại lên. Thì ngày hôm nay thì em lại đến dịp đi khám sức khỏe cho em 5 tấn. Thực ra thì không phải là một mình em 5 tấn đâu, mà một dàn em 5 tấn tí nữa sẽ đi khám sức khỏe luôn. Em của em thì đến ngày 28 mới hết đăng kiểm. Thì hôm nay em đi viện thì em đi khám trước. Thì quy trình đi đăng kiểm thì nó cũng đơn giản thôi. Thì nhiều anh em hỏi là tại sao anh cứ để đấy bao giờ khách mua thì mới đăng kiểm. Nhưng mà tâm lý người đi mua thì muốn cái xe nó cũng phải đầy đủ, ít nhất cũng phải chạy được trên đường luôn, đúng không? Nhỡ làm sao thì bây giờ xe mà không có đăng kiểm đi trên đường là vi phạm giao thông rồi. Đấy là anh em cái là thấy là sẽ bị phạt ngay lập tức. Thì cứ đi đăng kiểm, hết đăng kiểm thì đăng kiểm mới, đăng kiểm mới cho nó phấn khởi, đúng không? Em này em 5 tấn 500B là 2017. Thì bây giờ mà đi đăng kiểm, đăng kiểm vẫn còn 1 năm. Đời 2017 đăng kiểm vẫn 1 năm. Alo. Đây, bắt đầu nuôi cổng ra đấy. Đâu rồi? Đâu rồi, em đâu rồi? Đang chỗ đổ dầu ở đâu nhỉ? Trên thì chơi cầu cái gì? À, đây bây giờ mới ở cửa đi ra. Nhá. Ông cũng phải lên xem xe 452 thôi. Hình như là... Đấy, 3 xe nhà em đây. Thì với những chiếc xe 5 tấn như thế này thì một lần đăng kiểm thì nó sẽ rơi vào khoảng 4 triệu 3. Đây em 5 tấn, thùng dài là 4m2, chính xác là 4m25. Đây kích thước lòng thùng xe là 4m25 nhân 1m870 nhân 1m840. Đấy. Đăng kiểm bây giờ thì không cần phải bảo hiểm như ngày xưa nữa. Bảo hiểm bắt buộc thì chỉ lưu thông trên đường thôi, còn khi đăng kiểm thì anh em chỉ cần đăng ký xe là ok rồi. Có cái đăng kiểm cũ nếu chưa mất thì mang đi. Với cái dòng xe ô li 5 tấn này khi mà chưa có tải thì nó khá là sốc, tại vì là nó chạy bằng nhíp, cho nên là mỗi con xe như thế này thì cõng tải thì khả năng đương nhiên thì nó sẽ tốt hơn sắt xi đôi và nhíp 2 tầng luôn. Nó sẽ sốc hơn là bọn 7 tấn 8 tấn tại vì thùng nó chỉ dài 4m2 thôi. Tuy nhiên là với dòng xe này thì nó khá là tiết kiệm, rất tiết kiệm nhiên liệu. Với thời điểm kinh tế thị trường mà giá dầu tăng như kiểu là em Hiền Hồ gặp anh Đại Gia G63 luôn, tăng nhanh kinh khủng luôn, thì những dòng xe như này nó quá lợi dầu, nó phải ngang ngửa Isuzu đấy anh em ạ. Dòng xe đời 2017 thì nó có hai phiên bản. Một phiên bản đời đầu thì nó vẫn là kính quay tay, còn lên phiên bản ví dụ như con này thì nó đã lên gương cao này. Đấy, hai gương này. Và kính chỉnh điện rồi. Điều hòa một chiều mát lạnh. Với thời tiết bây giờ thì không dám bật điều hòa. Nếu mà bật con này, riêng con này thì bác chủ bác ấy đã lắp hai chiều rồi, không dám bật điều hòa rời này. Thì nếu bật rời hòa điều này chết rét mất. Đấy. Còn đâu là bảo là xe này có ngon như xe Tây không thì xin thưa với tất cả anh em là không. Xe tàu mà được như xe Tây nữa thì anh em mua xe tàu hết rồi. Mua xe tàu là giàu nhanh đúng không? Nhưng mà bảo là gọi là đi nó ổn định, ít hỏng cũng như là tiết kiệm, nhanh ra tiền, nhanh thu hồi vốn thì khá là tối ưu. Phải gọi là từ tối ưu nó sẽ chuẩn xác với dòng xe 500B này. Trung tâm đăng kiểm thì cách nhà mình đâu đó khoảng 5 cây, hơn 5 cây tí. Bây giờ là 15 giờ 07 phút chiều.
rằng cái dòng xe to này đăng kiểm nó khó không. Nhưng thưa với anh em là đối với em thì hàng ngày đây là cái công việc nó diễn ra thường xuyên rồi. Đấy. Đấy, một mình một sân chơi luôn. Hôm nay một mình một sân chơi luôn. Vào luôn. Hôm nay là đi đăng kiểm hai em này, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hai em. Đi khám nhẹ nhàng hai em. Em này là 20, cũng 27. Cái này cũng 27. Đấy, biển 20. Kia biển 22. Đây, đang kiểm tra phanh cho em nó này. Xong rồi. Thôi xong, toang. Em này hết bình rồi, toang. Rồi anh tự đi câu. Dí lại trong mắt. Dí câu ba lỗ mà. Quy trình kiểm tra sức khỏe là sắp xong rồi đấy. Bây giờ dán tem nữa là ok thôi. Xịt luôn. Tầm bao tiền? Không, xem đây luôn. Ở xem đây luôn hả? Ở xem đây luôn. Thật. Ơ, xe em bán mà, em đi đăng kiểm để bán đấy anh bảo. Xe để bán nhưng mà nó có đăng kiểm để đi thằng này tuyệt máy. Đây luôn. À. Chỉ như một trò đùa. Em ơi, tôi bác này hỏi con đang đi đăng kiểm. Vâng, anh sẽ trái đi hướng Bắc Cạn cũ ấy. Trong cái vị trí em gửi cho anh cứ đi đúng vị trí đấy là được. Qua trạm thu phí bỏ hoang, qua cái cầu. Đăng kiểm lần này hết là từ đấy lên 7 cây, 8 cây nhỉ? 3.700.000 tầm đấy. 80.000, trong đó thì 540 tiền khám và 300. Vâng, anh cứ đi 3 triệu ngược đi thẳng lên nhá, đi thẳng 186.000. Xong đi thẳng qua nữa. Tiền phí đồng bộ. Bỏ hoang ấy. Chậm.